Chiều qua, kho xây 250 thuộc Cục Xe Máy, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng đã phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027 cho 150 người dân, học sinh trên địa bàn phường Long Bình. Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã trình bày các nội dung tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường, ma túy trong học đường, đặc biệt thông qua thuốc lá điện tử, lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tác hại của rượu bia, thuốc lá, các chất kích thích. Qua đó, các em học sinh tham dự đã cảm nhận được tác hại của ma túy, bạo lực học đường, tai nạn giao thông, bảo vệ môi trường cũng như nguy hiểm cháy nổ. Ma túy được biết rằng một chất rất nguy hiểm và chất cấm tại Việt Nam, nhưng còn một số bạn vẫn là sử dụng trái phép và gây đến nghiện thì ảnh hưởng rất xấu cho sức khỏe của mọi người. Nên là tham gia chương trình này, con muốn gửi đến các bạn là dù có là mệt hay là suy sụp gì đó thì cũng không nên đến sử dụng những chất cấm như ma túy, và nên có một không gian riêng tư, một thời gian ngắn hoặc là tâm sự với ba mẹ gì đó ạ. Tuyên truyền ngày hôm nay thì con cảm thấy là tụi con có được thêm nhiều bài học hơn, những kỹ năng về để có thể ứng biến được các phòng ngừa và giúp cho mọi người biết là thuốc lá điện tử rất là nguy hiểm đối với sức khỏe và vấn nạn của con người, gây những hậu quả mà không thể lường trước được. Thì ngoài ra tụi con còn biết được bảo vệ môi trường giống như là một người mẹ thiên nhiên của mình vậy. Nếu mà mình càng phá hủy thì coi như là chúng mình cũng đang bị dần mất đi sự sống của bản thân. Nên là sau buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì tụi con được học rất nhiều những điều hay và mới. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm quyết định số 1371 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát huy vai trò của lực lượng quân đội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân, chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027 và mô hình ngày pháp luật trong toàn kho xây 250, các phường, trường học trên địa bàn đơn vị đóng quân. Vì sao mà xác định là đối tượng là học sinh? Thì đối tượng của học sinh là đối tượng với là tuổi nhỏ, trẻ, dễ bị coi như là thâm nhập, dễ bị lôi kéo, nên là đơn vị coi như là xác định là tuyên truyền cho học sinh, từ đó để lan tỏa ra cộng đồng nhân dân nơi đơn vị đóng quân, nhằm cái mục đích từ các em học sinh tuyên truyền cho học sinh, tuyên truyền cho gia đình và tuyên truyền xã hội, vì lực lượng trẻ là lực lượng kế tiếp của xã hội sau này. Hôm nay kho G250 của Cục Xe Máy về tổ chức tuyên truyền cho nhân dân và học sinh trên địa bàn phường Long Bình. Đây là một việc làm hết sức cần thiết, được lan tỏa cho các em học sinh biết những cái tệ nạn xã hội mà hàng ngày chúng ta phải đối mặt với những cái rất là khó khăn về công tác phòng chống. Trước đó, cán bộ chiến sĩ kho J250 đã tổ chức phát tờ rơi, treo băng rôn, pano, khẩu hiệu, tuyên truyền trên các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn phường Long Bình về tác hại của thuốc lá, sự nguy hiểm của ma túy, bạo lực học đường, tác hại của rượu bia, an toàn giao thông, luật nghĩa vụ quân sự, từ đó nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong môi trường cơ quan, đơn vị địa phương và các trường học nơi đóng quân.